Củ cải trắng làm theo cách này ăn ngon hơn củ cải xáo mắm đường. Chào cả nhà. Hôm nay mình ra chợ thì mình thấy có một gian hàng bán củ cải. Mình thấy củ cải là không khí Tết đến rồi đó. Giờ không còn bao lâu nữa, chuẩn bị tới Noel. Qua Noel là tới Tết rồi. Mình lo tranh thủ làm những cái món củ cải hoặc là dưa món, dưa chua. Nói chung là bỏ những cái món đồ Tết đó thì mình ăn trước Tết nó sẽ ngon hơn. Nên hôm nay mình mua một ít củ cải về để làm cái món củ cải. Mình lo mình bỏ những cái món mà của ngày Tết đó, củ cải của kiểu dưa món rồi họ là thịt kho rồi mình làm, mình ăn trước đi cả nhà. Mình mới thấy của mùa xuân ùa về. Hôm nay mình mua cái củ cải trắng về, mình làm một cái món củ cải nhưng mà mình làm theo cái cách này ăn ngon hơn và để được lâu hơn. Rồi bây giờ cả nhà muốn biết thì cùng mình vào bếp, mời cả nhà. Củ cải mình cho ra đây. Mình mua 2 kg củ cải trắng. Củ nào củ nấy rất là to. 2 kg có mấy củ cả nhà. Cái này mình cắt mình đem đi phơi, chắc nó teo lại còn nấm cả nhà. Rồi bây giờ mình cho củ cải này ra mâm. Mình đi gọt vỏ. Tranh thủ mình làm dưa món mình ăn trước Tết nó ngon hơn nha cả nhà. Thì hôm nay mình sẽ làm cái củ cải theo cách này ăn ngon lắm. Mình mua 2 kg được cái mấy củ cả nhà, không biết là cắt ra nó còn bao nhiêu. Rồi bây giờ mình đem cái củ cải này đi gọt vỏ. Mình gọt củ cải. Mình cắt cái đầu mình bỏ, sau đó thì mình bào cái vỏ. Mình cắt cái cuống mình bỏ. Mình cắt cái đuôi mình bỏ, bào cái vỏ. Rồi bây giờ mình bào cho hết cái củ cải này. Mùa này chưa có củ cải nhiều. Gần Tết thì củ cải mới nhiều cả nhà. Nên mùa này củ cải cũng ít mà. Bây giờ mình gọt cho hết cái củ cải còn lại. Củ cải mình bào vỏ thì cũng đã xong rồi. Giờ mình đi rửa để cắt cải. Củ cải mình bào vỏ và đem đi rửa cho ra rổ. Giờ mình đem cái củ cải này đi cắt miếng. Mình cho cái rổ cải vào đây. Mình cho tấm thớt vào đây. Giờ mình cắt củ cải. Mình cắt đôi cái củ cải này ra. Mình cắt đôi miếng cải ra rồi mình cắt tròn như vậy nha cả nhà. Củ cải thì mình không cắt dày nha cả nhà, mình cắt vừa thôi, mỏng khoảng một ly rưỡi thôi. Rồi mình cho vào cái rổ này lại. Mình cắt củ cải theo kiểu này. Mình cắt xéo nha, mình cắt miếng xéo xéo. Mình sẽ cắt đôi cái miếng cải này ra, cắt xéo dài như vậy. Đây, mình cắt kiểu này nữa. Nói chung là mình muốn cắt gì cũng được như cả nhà. Rồi bây giờ mình cắt cho hết cái củ cải này. Mình cho vào này. Củ cải mình cắt thì cũng đã xong rồi. Mình cắt miếng miếng xéo xéo dài dài như vậy nha cả nhà. Rồi bây giờ mình cho cái củ cải này ra cái sàn. Mình đem đi phơi. Mình sẽ bỏ cái củ cải theo cách này. Cả nhà nhớ đón xem hết video của mình nha. Mình có chuẩn bị cái sàn này. Giờ mình hốt cái cải này cho qua cái sàn. Mình bưng đổ không hết luôn đi. Chắc là mình chia ra làm hai quá. Mình phơi cả nhà. Mình bươi ra. Củ cải mình cho vào cái sàn rồi. Giờ mình bưng củ cải này đi lên phơi. Mình phơi để cho củ cải nó héo héo lại là được. Rồi giờ mình bưng cho ra nắng. Mình phơi củ cải như cả nhà. Mình cho qua bên mấy nhà này mình phơi.
mình là chia ra làm hai để mình phơi cho nó nhanh khô cả nhà. Hai ký mình cắt được bao nhiêu đây, mình chia ra hai sàng, mình cho lên mấy nhà mình phơi cả nhà đợi cho cái củ cải này nó khô, sau khi nó khô rồi mình đem vào. Rồi giờ cả nhà đợi nha, mình ra lấy củ cải như cả nhà. Củ cải sau khi mình đem lên mấy nhà mình phơi thì củ cải cũng đã khô lại rồi. Rồi củ cải nó khô lại, nó còn có một chút ở cả nhà, nó quéo lại còn được có mấy miếng rồi. Hai ký củ cải mình lấy vô thì còn lại khoảng nấm, một chút nữa mình làm, mình đem đi ngâm để mình xem nó nở ra được bao nhiêu. Hai ký củ cải còn được nấm. Giờ mình cho củ cải này vào cái thau, mình đem đi ngâm. Rồi giờ mình cho nước vào mình ngâm thôi cả nha. Mình ngâm cho cái củ cải này nó nở, nó bung ra. Mình phơi một nắng này thì củ cải nó héo lại. Cái lại mùa này á không có nắng, trời cũng mát cả nhà nên không thấy nắng, nên mình phơi mình thấy nó cũng lâu. Nắng thật nắng á, mình phơi nó nhanh đi. Rồi giờ mình cho cái củ cải này vào ngâm. Rồi sau khi cái củ cải nó nở bung ra thì mình vớt ra. Củ cải mình đem đi ngâm thì củ cải cũng đã nở ra. Giờ mình vớt cái củ cải này, xả lại vài nước để cho nó sạch. Mình đem đi ngâm thì củ cải nó nở ra cái miếng cũng to này cả nhà. Củ cải này mình mua của cây bự á, mình về mình cắt á, mình phơi á. Mình phơi xong rồi thì cái củ cải nó trắng nó đẹp hơn. Còn mình mua mấy cái củ cải nhỏ nhỏ mình về mình làm á thì mình đem đi phơi á, sau khi mình đem vô thì củ cải nó bị đen. Còn củ cải to thì mình làm ra cái củ cải nó trắng đẹp nè. Rồi bây giờ mình vớt cái củ cải này cho ra rổ để ráo. Củ cải sau khi mình đem đi ngâm và rửa, vớt cho ra rổ để ráo rồi. Cái củ cải này mình mua về mình phơi, mình rửa ra và củ cải nở ra thì cái miếng củ cải nó trắng này cả nhà. Cả nhà mua củ cải nên mua củ càng to càng tốt nha. To nhưng mà cái củ nó phải chắc, đừng có xốp. Nếu mà xốp thì nó không ngon. Cả nhà lựa cái củ cải to, chắc thì mình về mình cắt ra miếng miếng như vậy mình đem đi phơi. Sau đó mình lấy vô cái miếng củ cải rất là trắng và đẹp. Củ cải nhỏ mình về mình phơi rồi mình đem vào thì nó bị thâm, củ cải nó không được trắng giống như vậy. Và cải ngon quá nha cả nhà. 2 ký củ cải sau khi mình đem đi phơi và đem vào mình ngâm rửa thì nó còn lại được bao nhiêu đây nè cả nhà. Mình nghỉ 2 ký, còn lại 2 lạng rưỡi. Rồi giờ mình đem củ cải này mình đi làm. Mình bắt cái nồi lên, mình bấm nồi thì nồi cũng đã nóng rồi. Bây giờ mình cho một ít dầu vào. Mình cho dầu vào rồi, bây giờ mình cho tí củ cải này vào. Wow, ôi ôi giật mình luôn cả nhà. Cái củ cải nó còn nước cả nhà, bỏ vào nó nổ một cái bụt mất hồn luôn. Ôi ôi. Rồi mình cho hết cái củ cải này vào nồi. Mình làm theo cách này á, mình ăn mình để được lâu cả nhà. Mình làm như vậy á, buổi sáng mình ăn với cháo, mình ăn cái gì cũng ngon hết cả nhà. Rồi giờ mình trộn đều lên. Cái củ cải này á, mình hay làm cái món này lắm cả nhà. Mình làm mỗi lần mình làm cái món này á là mọi người ăn, mọi người rất là thích. Mọi người cứ kêu là làm đi, làm đi, làm kiểu này nè, ăn nó ngon hơn và để được lâu hơn. Và sáng dậy mình ăn với cháo trắng nó ngon lắm. Trong bữa cơm mình gấp ra mình ăn cũng ngon nữa cả nhà. Mà để được lâu nữa nha, không bị hư và nó không bị lên chua. Càng để lâu thì ăn không sao hết, nó vẫn ngon. Mình ăn cái miếng cải nó có cái vị béo ngon lắm. Cái món này á, mình cho dầu nhiều nhiều một chút. Mình cho cải vào, mình trộn qua trộn lại. Và sau đó thì mình vớt cái cải này ra. Mình sẽ đi nấu cái nước mắm. Rồi nó ngon, làm theo kiểu này cái miếng cải nó thơm phức thật, nó ngon. Và mình làm theo cái kiểu này thì mình xáo rồi mình cho vào nước mắm, mình để lâu cũng không có sợ cái miếng cải nó ra nhừ hoặc là nhớt nha. Càng để lâu thì càng ngon.
cải như vậy là được. Giờ mình tắt nồi, mình vớt cái củ cải này cho ra cái tô. Hôm nay mình làm cái miếng củ cải mình đem đi phơi, mình thấy cái miếng cải nó ngon, nó trắng mà nó đẹp. Rồi mình vớt cho hết cái củ cải này ra. Mình nấu nước mắm đường, mình cho đường, mình cho nước mắm và một ít nước vào, thì mình nấu để cho cái này nó sắc lại và nó kẹo lại. Sau đó thì mình cho củ cải vào. Rồi bây giờ mình nấu cho cái nước mắm đường này nó kẹo lại. Nước mắm đường sau khi mình nấu thì cái nước mắm đường nó kẹo lại. Nước mắm đường nó kẹo lại. Sôi lên và kẹo lại. Bây giờ mình cho cái tô củ cải vào, mình xáo qua xáo lại để cho cái củ cải này nó thấm gia vị nước mắm đường. Tô củ cải vào, mình cho vào đây một ít ớt khô. Rồi bây giờ mình đảo đều, mình đảo qua đảo lại để cho cái củ cải này nó thấm nước mắm đường. Khói với cả nhà, mình quay mà nó khói quá nó làm cho cái ghế bị mờ. Cả nhà xem, cả nhà thông cảm nha. Nó thơm phức, nó ngon quá cả nhà. Mình đảo qua đảo lại, xáo qua xáo lại cho cái nước mắm đường nó bứt lại và nó thấm vào miếng cải. Ngon lắm cả nhà. Làm như vậy ăn ngon lắm cả nhà, ăn rất là ho cơm nha. Và mình ăn với bánh tét bánh chưng cũng ngon nữa nha cả nhà. Mình ăn với bánh tét bánh chưng là mình gắp miếng cải vào mình ăn thôi, mình không cần phải chấm thêm nước mắm thấm gì hết cả nhà. Cả nhà mình làm cái món cải như này ăn chưa? Nếu chưa thì cả nhà làm thử nha. Ai làm rồi thì xem ủng hộ cho vui. Gia vị thì có mắm đường, ớt khô. Ớt khô nó tăng thêm cái vị cay cay cho nó ngon cả nhà. Mình không trộn nữa, mình trộn thì khói nó bốc lên, nó làm mờ cái video. Mình quay như vậy để cho cả nhà thấy được miếng cải nó ngon. Mình xáo qua xáo lại, nước mắm đường cũng kẹo lại rồi. Như vậy là được, giờ mình tắt nồi. Đây là cái món cải xáo mắm đường. Rồi thì cái món cải xáo mắm đường như vậy là được. Giờ mình tắt nồi. Lửa nó hạ xuống thì mình quay nó rõ hơn. Còn lửa mà nó lên cao nó bốc khói, mình quay cái video nó mờ. Củ cải xáo mắm đường thì cũng đã xong rồi, giờ mình tắt nồi. Mình tắt nồi rồi, mình để cho nó nguội, mình cho vào cái keo, mình để dành ăn thôi cả nhà. Mỗi lần mình ăn thì mình gấp ra là mình ăn thôi. Mình cứ để trong thổi như vậy á, mình để bao lâu cũng được hết cả nhà, không bao giờ hư, nó ngon lắm cả nhà. Nhưng mà làm có một ít như vậy á thì mình nghĩ ăn trong một ngày là đã hết rồi.
Mình làm, nếu như cả nhà làm nhiều nhiều thì để trong cái thổ keo, mình để bao lâu ăn cũng được hết cái. Rồi giờ mình để cho nó nguội, sau khi nó nguội mình cho vào cái keo. Củ cải sấy nước mắm thì mình tắt nồi, mình để nó giờ cũng nguội rồi. Giờ mình gấp cho vào cái thổ còn gọi là cái keo. Nguội rồi mình cho vào cái keo. Cái món này hình như là lúc trước mình cũng có chia sẻ, nhưng mà mình làm về món chay. Còn hôm nay mình làm cái món mặn. Đây là cái món cải sáu nước mắm đường. Rồi mình gấp cho hết cái cải này vào, mình gấp cho hết cái này vào cái thổ. Nó kèo lại rất là ngon. Củ cải sáo mắm đường sau khi mình sáo thì cũng đã xong, và cho vào thổ để dành ăn dần là được. Rồi vậy là mình đã có một cái thổ củ cải sáo mắm đường, trông rất là đơn giản dễ làm, ai cũng có thể làm được. Tùy theo mỗi người một khẩu vị cay mặn ngọt như thế nào thì cả nhà tự nêm nếm. Rồi bây giờ mình thử một miếng ha, để xem cái vị củ cải sáo mắm đường này nó ngon như thế nào nha cả nhà. Mời cả nhà. Để nhai xong mình cảm nhận cái cả nhà thấy mình nhai không, nó giòn rụm mà cả nhà, miếng cải nó giòn, mình đem đi sáo mà miếng cải nó không có bị mềm mà lại giữ cái độ giòn, bỏ vào cái miệng của mình nhai nó giòn giòn ngon lắm cả nhà. Cái vị nước mắm đường nó ngọt ngọt mặn mặn, mình cho thêm cái ớt khô vào nó có cái vị cay cho nó ngon. Mình làm xong cái món này mà rất tiếc là mình không có cơm trắng, nếu như có cơm trắng bỏ vào ăn nó ngon cả nhà. Nhưng mà không có cơm trắng mình cũng đã thử một miếng, ăn với cơm hoặc cháo trắng là ngon nhất nắp, ngon lắm cả nhà, không tin thử làm ăn nha. Rồi bây giờ mình để nắp lại, mình để ăn dần. Mình nghĩ có bao nhiêu đây à, chắc ăn trong một nắp nhạt thôi cả nhà, nhưng mà mình vẫn bỏ trong cái keo này, khi nào ăn thì mình gấp ra mình ăn thôi cả nhà. Nó đậm đà, nó mặn mà lắm nha, ngon. Làm củ cải làm theo cách này ăn ngon hơn, hơn là bỏ mắm truyền thống nha cả nhà. Bỏ mắm truyền thống thì ăn nó không ngon bằng cái này. Cái này nó vừa khô ráo nè, và nó vừa giữ cái độ giòn nè, và mình để được lâu nè, ngon lắm. Và đặc biệt là mình ăn với cháo trắng là tuyệt vời luôn. Rồi mình chúc cho cả nhà làm cái món củ cải sáo nước mắm đường ăn ngon miệng. Rồi cả nhà thấy cái món này, cả nhà thấy thích thì cả nhà ủng hộ, và cả nhà đừng quên cho mình một nút like, một nút chia sẻ và một nút đăng ký để có cái video mới tiếp theo xem như cả nhà. Mình luôn chân thành cảm ơn cả nhà rất rất là nhiều. Hẹn gặp lại cả nhà một cái video sau. Bye cả nhà.